ngày 22 tháng 9, trên lan truyền thông tin về nhóm trek kinh gặp nạn ở bãi biển Đầm Môn, Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa, khiến một người chết, một người mất tích hiện vẫn chưa thể tìm thấy. Chân dung chàng thanh niên mất tích trong chuyến phượt bộ ảnh Facebook. Theo thông tin được chia sẻ trên, sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày. Sau khi cả nhóm hoàn thành chuyến trek và di chuyển về bằng thuyền thúng thì có 4 bạn nhảy xuống bơi, không may gặp dòng nước chảy xiết. Người dân địa phương sau đó kịp thời cứu hai người đưa lên bờ, hai người gồm một nam và một nữ bị nước cuốn đi. Thông tin về vụ việc sau đó được các thành viên trong nhóm trekking chia sẻ lên với hy vọng tìm sự giúp đỡ trong công tác tìm kiếm người bạn mất tích. Bạn bè trekker mất tích đăng tải thông tin lên nhờ hỗ trợ việc tìm kiếm ảnh chụp màn hình. Được biết, danh tính người hiện đang mất tích là Trần Lê Sĩ Liêm, 23 tuổi, vị trí cuối cùng định vị được của một người đi cùng nạn nhân là tại Hoàng Đền, Vạn Thạnh, Vạn Ninh. Nạn nhân tử vong là một cô gái 22 tuổi, thi thể được tìm thấy cách địa điểm mất tích khoảng 50m. Vị trí cuối cùng định vị được của người mất tích. Bạn Nhật Anh, một thành viên trong nhóm cho biết, nhóm tụi em gồm 16 người từ Sài Gòn tới. Sáng nay ngày 22 tháng 9 sau khi đi trek ở Hoàng Đền về, do thấy đường về không quá xa nên cả nhóm quyết định bơi mà không sử dụng thuyền thúng. Vừa bơi được một lúc thì trong nhóm có 4 bị nước xiết cuốn đi. Cả nhóm đã cố gắng nhưng chỉ cứu được 2 bạn. Trong đó một bạn đã tử vong, còn bạn Sĩ Liêm mất tích. Cũng theo lời Nhật Anh, sự việc sau đó được nhóm thông báo tới gia đình của hai người gặp nạn, đồng thời trình báo tới công an huyện Vạn Ninh. Cơ quan chức năng sau đó đã có mặt tại hiện trường. Sau quá trình điều tra, thi thể thanh niên xấu số đã được bàn giao cho gia đình, trong khi công tác tìm kiếm người mất tích hiện vẫn chưa có kết quả. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin. Mũi Đôi Cực Đông thuộc làng chài Đầm Môn, nằm trong vịnh Dân Phong, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, cách thành phố Nha Trang khoảng 80 km theo quốc lộ 1A về hướng Bắc và cách thành phố Tuy Hòa, Phú Yên, tầm 35 km về hướng Nam. Đường đến Cực Đông có chiều dài 11 km, đều phải trekking băng qua những địa hình đồi cát, rừng núi đầy khó khăn hiểm trở. Đồng thời, có nhiều nơi băng rừng khó xác định hướng cụ thể. Mỗi thành viên trong đoàn phải mang vác hành lý trên người khoảng 10-15 kg, bao gồm đồ cá nhân, thức ăn, nước uống và lều trại, để tiện cắm trại qua đêm. Bãi rạn Hoàng Đền trải dài khoảng 500m, có bãi tắm dài khoảng 200m là nơi được nhiều dân phượt lựa chọn để hạ trại, tắm biển.